Vì sao Tô Đại phải đề phòng việc phe Nghệ Tĩnh sẽ nắm quyền lực trở lại? Ông Tô Lâm và phe cánh đã bất ngờ giành được chiến thắng trước Tổng Trọng với lực lượng hùng hậu của phe Nghệ Tĩnh trong việc đưa đàn em vào ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc đa số lãnh đạo đảng quay sang ủng hộ Chủ tịch nước Tô Lâm không có nghĩa là vì ông Tô Lâm tốt hơn ông Tổng Trọng. Họ bỏ ông Trọng quay sang ủng hộ ông Tô Lâm vì quá chán ngán với một Tổng Bí thư già nua, yếu đuối và bảo thủ đã nắm quyền hơn 13 năm. Cho tới thời điểm này, phe Nghệ Tĩnh hầu như chưa có bất kỳ phản ứng gì trước việc các ủy viên Bộ Chính trị có nhiều nhiệm kỳ như Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, vốn là một trong những ứng viên sáng giá để trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an, lại bị đánh rớt. Thậm chí có ý kiến khẳng định chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là hai nhân vật của phe Nghệ Tĩnh sắp tới đây sẽ bị ông Tô Lâm xử lý, tương tự như Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Câu hỏi đặt ra là tại sao phe Nghệ Tĩnh nói chung hay phe Nghệ An và Hà Tĩnh nói riêng, sau khi kẻ cầm đầu là Vương Đình Huệ bị truất phế, lại nhanh chóng tan rã và dễ dàng giương cờ trắng trước phe Tô Lâm đến vậy, trong khi số lượng ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, phe Nghệ Tĩnh vẫn áp đảo với 26 trên tổng số 200 ủy viên Trung ương, trong đó Hà Tĩnh chiếm 12, Nghệ An chiếm 14, và số lượng ủy viên Bộ Chính trị, phe Nghệ Tĩnh có tận 4 người trên 16, thì Nghệ An có 3, Hà Tĩnh có 1. Ngược lại, phe Hưng Yên của Tô Lâm chỉ có 5 ủy viên Trung ương và 1 ủy viên Bộ Chính trị. Vì vậy, sự thất thế của phe Nghệ Tĩnh là điều hết sức khó hiểu. Đó là chưa kể tới, tiềm lực tài chính của phe Nghệ Tĩnh được đánh giá là vô biên, với lý do phe Nghệ Tĩnh trong một thời gian rất dài đã nắm giữ các chức vụ bộ trưởng thuộc các lĩnh vực tài chính, kiểm toán, kế hoạch, đầu tư, khoa học, công nghệ môi trường. Đây là những mỏ tiền bạc vô tận. Theo giới phân tích, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay còn có hai thế lực chính trị khác đáng chú ý. Đó là phe Thanh Hóa của Thủ tướng Phạm Minh Chính và phe quân đội của Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Thủ tướng Phạm Minh Chính được đánh giá là một con người hết sức khôn ngoan theo cách gọi gió chiều nào, theo chiều đó. Trước đây, Tổng Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã hợp tác sử dụng vụ án Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn để tiêu diệt ông Chính, nhưng bất thành. Dù nay hợp tác, nhưng nếu có cơ hội, thì ông Chính cũng sẽ thẳng tay triệt hạ, chứ không tha cho Tô Lâm. Còn thế lực của Bộ trưởng Phan Văn Giang, cho đến lúc này tuy tạm nghiêng về phía Tô Lâm, nhưng đây cũng chỉ là mối quan hệ mang tính chiến thuật tạm thời. Phe tướng lĩnh quân đội có đặc thù là luôn coi trọng hơn công an trong vấn đề đảm bảo an ninh và chủ quyền Tổ quốc. Bộ Quốc phòng có một hệ thống tư pháp tách biệt với cơ quan điều tra hình sự, tòa án, viện kiểm sát riêng mà thế lực của Chủ tịch nước Tô Lâm khó có thể can thiệp. Đó là chưa kể tới hồ sơ vụ án tập đoàn Xuân Cầu Holding của gia đình Tô Lâm vẫn để sẵn trên bàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Những điều này chứng minh cho thấy phe Nghệ Tĩnh, thế lực chính trị lớn mạnh nhất ở Việt Nam hiện nay, chỉ tạm thời bó tay trong một thời gian ngắn, chứ chưa phải là chịu thúc thủ. Có khả năng cao phe Nghệ Tĩnh sẽ tìm mọi cách để xây dựng một liên minh mới để mà phục thù và tái lập quyền lực. Dưới thời ông Tổng Bí thư Lê Duẩn, sau năm 1975, Phó Chủ tịch Quốc hội Hoàng Văn Hoan đã bị phe cánh của ông Lê Duẩn truy sát với bản án tử hình, buộc ông này phải bỏ trốn tị nạn ở Bắc Kinh. Nhưng cũng chính con trai của ông Hoàng Văn Hoan là ông Hoàng Nhật Tân là người kết nối cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và ban lãnh đạo Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Hội nghị Thành Đô vào năm 1990 là một mốc lịch sử đưa Việt Nam trở về thời kỳ Bắc thuộc mới. Từ đó có thế lực thân Trung Quốc luôn giữ vai trò kiểm soát quyền lực trên chính trường Việt Nam. Không chỉ với truyền thống quê hương cách mạng, người Nghệ An, Hà Tĩnh có vốn sức chịu đựng, ham học hỏi và trí thông minh với nhiều túi khôn. Theo giới quan sát, với nguyên lý không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, sẽ khẳng định cho nhận định về khả năng phục hồi quyền lực của phe Nghệ Tĩnh. Việc phe Nghệ Tĩnh sẽ bắt tay với phe Thanh Hóa của Thủ tướng Phạm Minh Chính hay phe quân đội để hình thành một liên minh mới chống Tô Lâm là điều có khả năng rất cao. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Tô Lâm phải đề phòng việc phe Nghệ Tĩnh sẽ nắm quyền lực trở lại? Vì sao Bình Tòa xuất hiện trở lại sau khi luật sư Trần Đình Triển đã bị bắt? Theo giới quan sát, kể từ cuối năm 2023 cho đến nay, đã có một số nhân vật quyền lực thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra kiệm lời, ít xuất hiện một cách khác thường, với lý do để tránh tai bay vạ gió
trong đó có Tòa án Nhân dân tối cao ông chánh án Nguyễn Hòa Bình. Tuy nhiên, sau khi cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, đương kim Chủ tịch nước, đã làm chủ cuộc chơi quyền lực trong lúc này, thiếu Nguyễn Hòa Bình lại xuất hiện trở lại. Tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 8 tháng 6 năm 2024 trong bản tin với tiêu đề Chánh án Nguyễn Hòa Bình trại giam toàn tội phạm có khi lại đào tạo đứa trẻ thành chuyên nghiệp hơn. Bản tin cho biết sáng ngày 8 tháng 6 năm 2024 theo nghị trình, Quốc hội thảo luận lại tổ về dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Theo đó, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng hệ thống pháp luật hiện hành đang có rất nhiều bất cập, cần phải được khắc phục bằng một đạo luật riêng với nhiều quy định nhân văn. Theo giới quan sát, sự trở lại của Chánh án Nguyễn Hòa Bình trên truyền thông nhà nước chỉ sau đúng một ngày, Bộ Công an ra thông báo cho biết đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam với nhà báo Huy Đức của luật sư Trần Đình Triển. Đây là hai nhân vật được mệnh danh là túi khôn của phe Hà Tĩnh nói riêng và Nghệ Tĩnh nói chung. Mới nhất, nhà văn phê bình văn học ông Phạm Xuân Nguyên, một người đồng hương Hà Tĩnh của hai nhân vật này tiết lộ cho biết Huy Đức đang bị tạm giam ở trại B14 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Và có lẽ luật sư Trịnh Đình Triển cũng tương tự. Đáng chú ý, cách đây chưa lâu trên mạng xã hội đã xuất hiện các ý kiến cho rằng sau khi cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị mất chức, thì người sẽ bị gọi tên tiếp theo khả năng cao sẽ là Chánh án Nguyễn Hòa Bình, mối nhân vật thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó có nhiều ý kiến cho rằng, kể từ sau Đại hội Đảng lần thứ 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn ông Nguyễn Hòa Bình làm lá chắn cho việc cố ý ngồi lại nhiệm kỳ thứ 3. Như vậy, ông Bình là một nhân vật lãnh đạo đầy tai tiếng, lại lọt vào top Bộ Chính trị, và đây là lý do khả năng cao Bình tòa sẽ là ngắm đích của ông Tô Lâm trong thời gian sắp tới. Vào thời điểm đó, trên trang Facebook của luật sư Trần Đình Triển xuất hiện một status với tiêu đề cần mở rộng điều tra vụ án Lê Đức Thọ có liên quan đến con trai ông Nguyễn Hòa Bình hay không. Và luật sư Triển đặt vấn đề, vừa qua cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Đức Thọ, là nguyên bí thư tỉnh ủy Bến Tre. Dư luận xã hội phản ánh gia đình ông Lê Đức Thọ có hàng ngàn tỷ đồng. Câu hỏi đặt ra cần được giải đáp là tiền đó do đâu mà có. Theo tác giả Việt Tin Băng, trong thời gian ông Lê Đức Thọ làm tổng giám đốc cần phải thanh tra, điều tra, làm rõ một số vấn đề, trong đó có vấn đề liên quan đến trách nhiệm của ông Nguyễn Hòa Bình, mà theo luật sư Triển bật mí như sau. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý quỹ ngân hàng Việt Tin Băng do Nguyễn Tuấn Anh, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, con trai ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, một thời gian dài làm chủ tịch công ty quản lý vốn và đã bung vốn đầu tư với khối lượng tiền vô cùng lớn. Luật sư Trần Đình Triển đã đặt tiếp câu hỏi, vậy Lê Đức Thọ và Nguyễn Tuấn Anh có kết cấu với nhau hay không? Có ăn chia hay không? Có lợi dụng ảnh hưởng của ông Nguyễn Hòa Bình và ông Bình có can thiệp như một số đơn thư nêu vấn đề trên hay không? Đáng chú ý, trước đó, luật sư Trần Đình Triển đã nhiều lần giới thiệu ông Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tô Lâm là bạn học cùng khóa đại học với tôi. Trong công tác thì có thời gian cùng ngành hoặc khác nghề nhưng lại liên quan đến nhau. Tại thời điểm đó, theo giới quan sát, trong bối cảnh cuộc chiến quyền lực đang diễn ra rất quyết liệt, trong khi Tổng Trọng đang chật vật chống lại sự lộng hành của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, nhưng ông Tô Lâm chỉ tận dụng truyền thông để lôi kéo sự ủng hộ của dư luận với mục đích thỏa mãn cơn cuồng nộ của số đông dân chúng. Theo giới thạo tin, vào thời điểm đó, ông Tô Lâm đã bật đèn xanh cho luật sư Trần Đình Triển tố cáo Chánh án Nguyễn Hòa Bình, nhưng chỉ với mục đích để bắn tin cho ông Bình là hãy trở cờ, quay lưng lại với Tổng Trọng thì sẽ được an toàn. Và có lẽ đó là lý do Chánh án Nguyễn Hòa Bình xuất hiện trên truyền thông mới đây với hàm ý đã được an toàn, tự do, trở về với bên thắng cuộc. Cũng cần xem lại, Chủ tịch Tô Lâm đã bất ngờ đảo ngược tình thế và giành thắng lợi vào cuối cùng, là với lý do ở phút 89, đại đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng đã quyết định trở cờ để sát cánh với ông Tô Lâm và loại bỏ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin vì sao Bình tòa xuất hiện trở lại sau khi luật sư Trần Đình Triển đã bị bắt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, .d.